Cô Thủy xin chào tất cả các anh, các chị và các bạn. Tiếp theo chúng ta sẽ pha phần chân cổ tàu của mẫu áo dài cơ bản này. Như các bạn đang nhìn thấy ở trên hình ảnh của chúng ta thì đang có đầy đủ tất cả những chi tiết liên quan tới cổ. Nhìn thì có vẻ như là rất là nhiều, nhưng mà thực chất ra thì khi mà chúng ta dán lại thì rất là ít. Và để cho các anh chị có thể hình dung ra được các cái phần cổ của chúng ta nhận những nhiệm vụ gì thì cô sẽ giới thiệu như sau. Thứ nhất là các anh chị sẽ pha cho cô một cái mẫu cổ. Một cái mẫu cổ thì đây là mẫu cổ hay còn gọi là một cái dập khuôn cứng để chúng ta làm cái mẫu đậu để khi chúng ta sử dụng được nhiều lần. Sau đó các anh chị sẽ cắt cho cô hai lá cổ vải chính ở bên ngoài của tàu. Tiếp theo là sẽ có hai cái lớp mùng để dán hỗ trợ vào cho cái phần cổ của chúng ta cho được dày dặn hơn để khi chúng ta dán keo vào không bị lộ hay là không bị hằn. Thứ ba là gồm có hai miếng mếch lưới cứng này để dán vào cái phần cổ chính. Nhưng mà để làm sao để dán được vào cái phần cổ chính này để nó dính thì các bạn sẽ lại phải cần thêm một cái chi tiết nữa. Đấy chính là cái phần keo. Đấy, đây chính là cái phần keo. Cho nên là cái này của chúng ta các bạn này, để muốn dán vào cổ chính là các bạn sẽ phải dùng cái phần keo này của chúng ta dán vào cái phần cổ này. Đấy, cô sẽ để ở đây cho các bạn xem nhá. Đấy, chúng ta sẽ dùng cái phần keo dán vào cái cổ này, sau đó chúng ta mới đặt vào đây để cho cổ của chúng ta dính vào với nhau. Các bạn thấy không ạ? Và cũng như vậy thì các bạn sẽ hình dung là cái phần cổ này của chúng ta sau khi mà các bạn đã dính được vào đây rồi. Đây cô cứ dính tạm thời vào đây để các bạn hình dung cho nó rõ. Đấy, cô sẽ dính tạm thời vào đây để các bạn hiểu. Đó. Sau đó thì các bạn sẽ lại tiếp tục cái phần bên này của chúng ta cũng là cổ chính và cũng đã được dán thêm một lớp mùng. Sau đó cái lớp mếch cứng này của chúng ta lại được dán vào với cái lớp keo để cho cái phần thân này của chúng ta được dính vào với nhau. Đó, để dính vào với nhau. Cho nên là các bạn sẽ thấy là các chi tiết của chúng ta bắt đầu được thu nhỏ lại rồi đúng không ạ? Bắt đầu được thu nhỏ lại. Đấy, các bạn thấy không? Hai cái này nó vào với nhau. Đấy. Đấy, cô đặt vào đây để cho các bạn hình dung. Tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ có hai lớp vải chính phụ ở bên trong. Và các bạn lớp vải chính phụ bên trong này thì các bạn nhớ là cắt có thể là ngang vải hoặc xéo vải, nhưng nó phải có độ đàn hồi các bạn nhé. Và cũng sẽ sử dụng hai lớp mùng để hỗ trợ cho cái phần lớp vải bên trong để khi chúng ta khâu nó được săn chắc và nó được cứng cáp ở cái phần cổ trong. Các bạn thấy chưa ạ? Và sau khi mà chúng ta đã dán các phần hỗ trợ này vào với nhau rồi thì lúc đó các bạn đã có được một cái phần cổ phụ như thế này, đúng không ạ? Có một phần cái phần cổ phụ như thế này. Và phần cổ phụ này của chúng ta thì các bạn hình dung là chúng ta sẽ được may lộn vào phía trong của cái cổ. Đấy, chúng ta sẽ được may lộn vào phía trong của cái cổ chính của chúng ta. Đó, như vậy thì các bạn thấy là tất cả các chi tiết này của chúng ta khi mà chúng ta lắp ráp lên đâu nó sẽ vào đấy rất là đơn giản. Nhìn pha thì có vẻ như là nhiều nhưng thực chất thì các bạn thấy không ạ? Miếng nào sẽ vào với miếng đó rất là đủ luôn. Như vậy cô tổng kết lại là chúng ta sẽ có thứ nhất là cổ chính nhân 2, thứ hai là mùng hỗ trợ cho vải cổ chính cũng nhân 2, thứ ba là mếch cứng các bạn cũng nhân 2 vì nó là hai bên, thứ tư là keo dính cho cái phần phần lưới cứng nhân 2, thứ năm là phần cổ trong của chúng ta cũng sẽ được nhân 2 bằng vải chính, nhân 2 bằng vải chính, và thứ ba là thứ năm là của chúng ta là cái mùng hỗ trợ của cái lớp vải phụ bên trong để cho cái phần cổ của chúng ta bên trong nó được cứng cáp và dễ khâu. Như vậy chúng ta sẽ có 1, 2, 3, 4, 5, 6 phần cổ có liên quan tới cổ tàu. Tiếp theo nữa thì các bạn thấy là trên tay cô đang cầm đây là một cái phần cổ, cái đáp ở bên trong, vì cái cổ này cô có làm thêm một cái phần cổ hở ở phía trong, hở phía trước khoảng 1cm thì tí nữa cô sẽ may để các bạn nhìn thấy. Như vậy là tổng thể là cái cổ tàu của chúng ta đang có gồm bao nhiêu chi tiết, và sẽ kèm theo nữa là phần thân trước, thân sau và hai tay. Đó, và các bạn sẽ chọn cho cô chỉ giống màu để chúng ta sẽ may, và một cái khóa dài 60cm. Đó, như vậy là một bộ áo dài cơ bản của chúng ta sẽ gồm bao nhiêu chi tiết, và chúng ta sẽ tiến hành các bước may để có một sản phẩm tiếp theo cả nhà nhé. Cô Thủy xin chào tất cả các anh, các chị và các bạn.